Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn làm thủ công của mình. Những video của mình thì thường hướng dẫn các bạn sẽ móc len, và bằng những mũi móc rất là đơn giản, các bạn có thể tạo cho mình những cái sản phẩm bằng len rất là độc đáo và vô cùng hữu dụng. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa tuyết như thế này. Đó, các bạn có thể sử dụng bông hoa tuyết này để trang trí cây thông Giáng sinh này, trang trí Giáng sinh nhà cửa, hoặc là có thể sử dụng như những chiếc lót nến rất là xinh xắn. Đó. Để làm được bông hoa tuyết này thì mời các bạn theo dõi video chi tiết sau của mình. Mình sẽ sử dụng len màu xanh dương nhạt để chúng ta sẽ thực hiện chiếc bông hoa tuyết này. Đầu tiên thì các bạn sẽ vòng hai vòng len qua tay để chúng ta sẽ tạo thành một vòng tròn ma thuật. Các bạn sẽ lên trên vòng tròn ma thuật này cho mình là hai mũi bính. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình là một mũi kép. Lên cho mình 3 bính và hai mũi kép vào trong vòng tròn. Bính. Các bạn sẽ thực hiện cho mình thêm 4 tổ hợp 2 mũi kép và 3 bính nữa. Chúng ta thực hiện 1, 2, 3, 4, 5 cụm và các bạn sẽ kéo lên để chúng ta sẽ thắt chặt đường tròn lại. Và các bạn sẽ thực hiện cho mình sang chân móc thứ 3, chân móc thứ 2 từ dưới lên 1, 2. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hàng lan thứ nhất. Để lên hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ thực hiện qua cái phần khoảng trống này, các bạn sẽ thực hiện cho mình là một mũi trượt. Tiếp đến các bạn sẽ lên cho mình hai bính và các bạn sẽ thực hiện một mũi kép vào trong phần khoảng trống này. Tiếp theo là ba bính và hai mũi kép. Chúng ta sẽ sang phần khoảng trống tiếp theo để thực hiện hai mũi kép. Ba bính và hai mũi kép. Tiếp tục sang khoảng trống kế tiếp thực hiện hai mũi kép. Hai bính và hai mũi kép. Các bạn sẽ thực hiện tổ hợp như vậy cho vào tất cả các phần khoảng trống.
hiện là chúng ta đã hoàn thành xong hàng móc thứ hai. Các bạn sẽ thực hiện cho mình lên chân móc thứ hai từ dưới lên. Chúng ta sẽ thực hiện là một mũi trượt để lên hàng móc thứ ba. Các bạn sẽ thực hiện vào phần dây móc này một mũi trượt và các bạn sẽ lên cho mình là hai bính. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện vào phần chân móc này là 32 mũi kép. Tiếp theo là 3 bính và 3 mũi kép. Đó, các bạn sẽ chuyển sang bên. Tiếp theo nó sẽ là 3 bính. Chúng ta sẽ sang phần khoảng trống này, thực hiện là 3 mũi móc kép. Ba bính, ba mũi kép. Ba bính, ba mũi kép vào phần khoảng trống kế tiếp. Ba bính, ba mũi kép vào cùng khoảng trống. Tiếp tục là ba bính. Chúng ta sẽ chuyển sang phần khoảng trống kế tiếp. Ba bính và chúng ta sẽ trượt sang chân móc thứ hai từ lên. Các bạn sẽ thực hiện là một mũi trượt. Chúng ta sẽ lên hàng móc cuối cùng. Các bạn sẽ thực hiện cho mình các mũi trượt, ba mũi trượt này. 1 2 3. Tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình là hai bính. Các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi DC vào khoảng trống và 3 mũi kép. Các bạn sẽ lên cho mình là 3 bính và sẽ thực hiện một mũi trượt vào phần hai dây móc ở đây.
Tiếp tục là 4 mũi kép vào cùng khoảng trống đó. Các bạn sẽ lên cho mình là 3 bính. Chúng ta sẽ thực hiện vào phần khoảng trống ở dưới này là 1 mũi trượt, 3 bính. Và chúng ta sẽ sang phần khoảng trống ở phía trên này. Các bạn cũng sẽ thực hiện cho mình tổ hợp là 4 mũi kép. Ba bính, một mũi trượt vào hai chân móc, hai dây móc. Tiếp theo là 4 mũi kép. Ba bính, một mũi trượt, tiếp tục là 3 bính. Và chúng ta sẽ sang phần khoảng trống bên này, bạn sẽ lặp lại các mũi móc như là mình đã làm, và chúng ta sẽ thực hiện cho đến cuối vòng đan. Sau khi thực hiện 3 mũi móc cuối cùng này, các bạn sẽ thực hiện xuống đây là một mũi trượt. Bính. Và các bạn sẽ thực hiện sang chân móc thứ hai từ dưới lên. Một mũi trượt, một mũi bính để chúng ta sẽ kết thúc lên. Các bạn có thể sử dụng bông hoa tuyết này, các bạn trang trí dây thông Giáng sinh này, trang trí nhà cửa, hoặc là các bạn có thể sử dụng để làm những chiếc lót nến rất là xinh xắn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.